Sau 10 ngày thi đấu, vào tối qua tại thành phố Vinh, giải thể thao truyền thống khối các cơ quan tỉnh đã bế mạc. Tham dự giải năm nay có 1.230 vận động viên với 66 đội đến từ 46 tổ chức cơ sở đảng. Trong đó ở môn bóng đá có 18 đội, môn bóng chuyền hơi nữ có 28 đội, môn kéo co nam nữ có 20 đội. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao giải nhất kéo co cho đội Sở Giao thông Vận tải, giải nhì thuộc về đội Cục Quản lý Thị trường. Đồng giải ba là hai đội Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh và Cục Thuế Nghệ An. Ở bộ môn bóng chuyền hơi nữ, giải nhất thuộc về đội Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, giải nhì đội chi nhánh Ngân hàng Phát triển Nghệ An, đồng giải ba Cục Hải quan tỉnh và Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ở môn bóng đá nam, giải nhất thuộc về đội Văn phòng Tỉnh ủy, giải nhì thuộc Liên quân Viện Kiểm sát và Tòa án Nhân dân tỉnh, giải ba thuộc về Liên quân Tỉnh đoàn và Sở Giao thông Vận tải và Cục Quản lý Thị trường tỉnh Nghệ An. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao các giải phụ cho các cá nhân đạt thành tích trong hội thao lần này.